Thưa quý vị, ngày 3 tháng 6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các đảng bộ trực thuộc và 245 đảng viên đại diện cho trên 5.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội sẽ là hình mẫu để các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy nghiên cứu rút kinh nghiệm để tổ chức trong thời gian tới. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã có 17 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Kinh tế duy trì phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,5%. Các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay toàn huyện có 6 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã còn lại đạt 18 trên 19 tiêu chí. Bên cạnh đó, huyện Lạc Thủy còn là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu dân cư theo nghị quyết 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lạc Thủy được đánh giá là vùng đất năng động về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, thu hút đầu tư phát triển du lịch dịch vụ. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố phát triển. Huyện Lạc Thủy luôn đứng ở top đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Lạc Thủy phấn đấu là đơn vị có phong trào xuất sắc, toàn diện, phát triển nhanh, bền vững. Đến năm 2025, huyện Lạc Thủy thuộc top đầu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân 14,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước đến năm 2025 đạt 200 tỷ đồng. Có 4 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,5 đến 3% theo tiêu chí mới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là đại hội đảng bộ cấp huyện đầu tiên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm cấp trên cơ sở. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đại hội sẽ là hình mẫu để các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy nghiên cứu rút kinh nghiệm nhằm chuẩn bị tốt hơn trong thời gian tới. Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, Lạc Thủy phải là địa phương đi tiên phong, đi trước, mở đường, phải trở thành hạt nhân, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy các địa phương khác trong tỉnh phát triển. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Đảng bộ huyện cần đoàn kết, sáng tạo, thay đổi cách nghĩ, cách làm, thực sự năng động, hiệu quả trong điều hành, quản lý để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, chủ động tham gia cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, xây dựng huyện Lạc Thủy vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, ổn định về quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương Lạc Thủy phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên và nhân dân. Đây là khâu then chốt mà tất cả các đại hội nào chúng ta lấy chủ đề này, mục tiêu này là then chốt cho sự phát triển của đảng bộ chúng ta. Củng cố kiện toàn hệ thống chính trị từ cơ sở, bảo đảm cho tổ chức đảng và đảng viên thực sự là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị. Làm tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát của đảng, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cần rà soát điều chỉnh quy hoạch các ngành, các lĩnh vực, nhất là kế hoạch sử dụng đất, sử dụng hiệu quả hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với việc bảo vệ môi trường bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng để phát triển công nghiệp, phát triển dịch vụ, nhất là phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ngay sau đại hội, Ban chấp hành khóa mới cần cụ thể hóa nghị quyết, khẩn trương kiện toàn tổ chức, cán bộ, ban hành quy chế và chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có tính chiến lược,
đồng thời xác định rõ và tập trung lãnh đạo chỉ đạo sát sao, cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá để đưa nhanh nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Thủy diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 năm 2020. Ngày mai, 4 tháng 6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Thủy sẽ bầu và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 27.